Chào các em. Thầy sẽ hướng dẫn các em giải vòng số 8 theo cái cách thức mới ha. Trong mùa nghỉ lễ này. Bài thi số 1. Vòng thi đập dế. Số tập hợp con là 2 mũ 4 bằng 16. Công thức này thầy dạy trong V số 1 rồi. A là số lớn nhất có n chữ số. B là số nhỏ nhất có n cộng 1 chữ số. Như vậy thì 4 kết quả dưới, kết quả nào là đúng? Giờ em lấy ví dụ n bằng 3 đi. Như vậy là số lớn nhất có 3 chữ số là 99 chẳng hạn, đúng không? Thì số nhỏ nhất có số B là số nhỏ nhất có n cộng 1. Tức là thành B là số nhỏ nhất có 4 chữ số, như vậy nó là sẽ thành số 1.000 đúng không? Thì dĩ nhiên các em lấy 999 mà so với lại ngàn thì nó nhỏ hơn một đơn vị thôi. Nhiều lúc câu hỏi nó rất là dễ nhưng mà nó lừa các em á. 81 các em đổi thành 3 mũ 4, như vậy là x cộng 2 sẽ bằng 4 và x sẽ bằng 2 ha. Lại cái bài đó ha. Nhưng mà ở đây đếm số phần tử thôi mà. Thôi ta làm nhanh, mấy cái bài này dễ quá. 120. Muốn biết có bao nhiêu ước thì các em phân tích thành số nguyên tố đã. Cái này dạy trong V 61 rồi ha. Là 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5. Rồi các em lấy mấy số mũ cộng 1 nhân nhau là 4 nhân 2 nhân 2 là 16. Công thức tính số ước đã có trong V 61. Ta làm nhanh. Đoạn thẳng MN là hình gồm hai điểm MN và tất cả những điểm nằm giữa M và N. Đúng lý thuyết luôn. Để chia hết cho 2 với 5 thì B phải bằng 0. Khi B bằng 0 rồi thì A phải bằng 9. Thì 9 cộng 8 cộng 1 cộng 0 thì mới chia hết cho 9 không? Mà chia cho 9 sẽ chia cho 3 thôi. Như vậy là A bằng 9, B bằng 0. Đây kìa. Vượt qua khá dễ dàng. Giao của hai tập hợp này sẽ là gì? Sẽ là 5 nè. 6 nè, hết. Cho tập hợp A gồm các số lúc mũ 2 lên á thì nhỏ hơn hoặc bằng bằng 324 và nó phải chia hết cho 2. Như vậy là dùm lấy 0 mũ 2 là được nè. Là bằng 0, là nhỏ hơn 324 và chia cho 2. 1 mũ 2 thì không được. Không. Nó thành 1 là thành số lẻ rồi. À, không chia hết cho 2, vậy kem lấy 2 mũ 2 thì bằng 4, cứ như vậy. Như vậy là kem sẽ có là 0 nè. 4 là do 2 mũ 2 lên. Rồi 3 mũ 2 là bỏ số lẻ mà, 4 mũ 2 là 16. Không. 5 mũ 2 là bỏ. 6 mũ 2. 6 mũ 2. 6 mũ 2 là 36. Là nó cũng còn nhỏ lắm. Giờ mình lấy nâng lên. Không này thì ghi lại đi, không bình phương đi ha. 4 này là 2 bình phương. 16 này là 4 bình phương. 6 bình phương vân vân. Giờ mình lấy cho tới số nào mà vượt quá 324 thì mình thôi lấy ha. Giờ ta lấy 16 mũ 2 thử coi. Là vẫn chưa vượt 324, thì ta lấy tiếp là 18 đi. Rồi 324 rồi. Như vậy là 18 mũ 2 vẫn được lấy bởi vì đây nó có dấu bằng nè, nhỏ hơn hoặc bằng 324. Vậy là ta có 0 2 4 6 cho tới 18, vậy là ta có tất cả là em lấy 18 trừ 0 chia đôi cộng 1, cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1 ha, em sẽ ra 10.
10 đáp án ha, số phần tử là 10. Chữ số tận cùng thì cái này thầy dạy kỹ trong khóa học V62 rồi các em ha. 4 số 4. 4 số 4 nhân lại thì sẽ tạo thành một số có đuôi bằng 6. Thì 4 số 2014 nhân lại cũng sẽ giống vậy thôi. Thấy không? 2014 mũ 4 thì sẽ tạo thành một số có đuôi bằng 6. Thực ra chỉ cần 2 số 4 thôi là đủ rồi. 2 số 4. 4 4 16. Rồi có bao nhiêu số có đuôi bằng 6 nhân lại thì cũng ra số có đuôi bằng 6 thôi. Như vậy là 2014 mũ 2014 là nó gồm có 2014 số 2014 nhân với nhau. Vậy thầy chia thành 1007 bộ. Mỗi bộ gồm hai số 2014 nhân với nhau. Thì nó sẽ tạo thành là một số có đuôi bằng 6 mà mũ 1007. Thì nó cũng thành số có đuôi bằng 6 mà thôi. Bài thi số 2 này cứ thế bấm máy thôi kìa. 2 mũ 3 là 8, 8 cộng 9 là 17. Rồi số phần tử thì các em lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1. 201 trừ 1 là bằng 200. Chia khoảng cách là chia đôi, cộng 1 là ra 101 số. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98. Cái này cứ xách máy tính bấm cho chắc ăn kìa. 1 mũ bao nhiêu cũng bằng 1. Rồi cái gì mũ 0 cũng bằng 1 và đây bằng 2 rồi nè. 2 rồi nha. Còn 3 mũ 2 á là 9, 2 mũ 3 là 8, 9 trừ 8 bằng 1, 1 mũ 10 cũng bằng 1 thôi. 2 chia 1 thì bằng 2. Còn kết quả phép tính này thì bấm đi. 33 nhân 98 cộng 67 nhân cho 42 cộng 67 nhân 34. Các em tính nhanh cũng được. Cộng 67 nhân 22 9008. Tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là gì? 2, 3, 5, 7. Hết. Hai số nguyên tố có tổng bằng 99. Đó chính là số 2 cộng với 97 đó các em. Coi 97 phải số nguyên tố không? Các em dùng kỹ thuật trong khoa học về số 1 để kiểm tra đúng 97 số nguyên tố luôn. Như vậy số nguyên tố lớn chính là 97. Rồi, tổng các số nguyên mà lớn hơn 4 nhỏ hơn bằng 5. Tổng của tất cả các số nguyên thỏa mãn, vậy là bắt đầu từ số 5. Vậy chỉ có số 5 thôi. Vậy tổng của nó cũng chính là nó luôn, 5. Một hình vuông có diện tích bằng 400 mét vuông á thì cạnh của nó sẽ là 20 á. Thì 20 nhân 20, cạnh nhân cạnh là công thức tính diện tích hình vuông học tiểu học rồi. Thì bằng 400 này. Như vậy cạnh bằng 20 thì chu vi sẽ là tổng 4 cạnh đó, tức là 20 nhân 4 là thành 80 ha. Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà khi chia cho 18, 30 và 45 thì dư lần lượt là 8, 20 và 35. Thì bài này thầy cũng có dạy ở trong V61 rồi. Gặp một phép chia dư thì các em phải chuyển về phép chia hết mà làm. Chia hết thì có hai cách, là một là bổ sung thêm, hai là bớt đi. Giờ coi bài này rơi vào bổ sung thêm hay là bớt đi ha. Số tự nhiên nhỏ nhất đó ta đang cần tìm là A đi. Thì các em thấy là A chia 18 dư 8. Như vậy A bổ sung thêm 10 là thành chia hết cho 18. Đúng không? Đó. Rồi A chia cho 30 dư 20. Vậy A bổ sung thêm 10 cũng sẽ chia hết cho 20. A chia 45 dư 35. Vậy bổ sung thêm 10 tức là cộng thêm 10 cũng chia hết cho 45 luôn. Như vậy suy ra là A cộng 10 sẽ là một bội chung nào đó của 18, 20 và 45. Bây giờ các em tìm bội chung nhỏ nhất của 18, 20 và 45 đã.
18, 20 và 45. Rồi dùng kỹ thuật trong khóa học V số 1 mà thầy đã dạy, tìm bộ chung nhỏ nhất của 18, 20 và 45. Như vậy là cái số A bổ sung thêm 10 sẽ là một bội nào đó của 180. Cái này lý thuyết thì dạy kỹ rồi, 0 nè, 180 nè, rồi cứ thế mình nhân lên. 180 mà nhân cho 2 thì bằng 36, nhân cho 3 thì bằng 540, v.v. Người ta hỏi là số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số nào. Như vậy mình lấy số 180 đây là nhỏ nhất có 3 chữ số đó. Như vậy là suy ra A cộng 10 sẽ bằng 180. Từ đây cái suy ra A sẽ bằng 170. 170 là số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà khi chia 18 là dư 8, chia 30 dư 20. Không tin các em thử đi ha. Chắc chắn đúng luôn. 170. Không tin các em cứ ngồi các em thử đi. Rồi ta nộp bài. Vòng thi số 3, bức tranh bí ẩn. Cái này mình đi nhanh đi. Số phần tử của tập hợp, số phần tử của tập hợp các hướng của 100. Cái này có công thức rồi. Em phân tích thành thừa số nguyên tố thì ra 2 mũ 2 nhân 5 mũ 2, lấy mấy số mũ cộng 1 nhân nhau là thành 9. Tham gia khoa học V số 1 thì cái đó là chuyện nhỏ ha. 3 bộ mỗi bộ 2 số 2 nhân nhau, vậy là thành 6 số 2 nhân nhau. Vậy là thành 2 mũ 6. 2 mũ 6 tính mấy ra luôn. Rồi 64. Rồi cái này các em lấy mấy cái nhân lại luôn cho nó khỏe. 9 nhân 5 nhân 16 nhân 125. 90.000. 2 mũ 10 là 1024. Nên các em học tin học thì sẽ quen với số này ha. Một ly bằng 1024m. M bằng 1024kg. Bội chung nhỏ nhất của 28 và 29 là các em lấy 28 nhân 29 luôn, bởi vì 29 là số nguyên tố mà. 812. 5 mũ 2 là 25. 3 mũ 4 là 81. Dễ quá. 2 mũ 2 là 4. Ước chung lớn nhất của 19 và 21 sẽ là 1, bởi vì 19 là nguyên tố rồi. Vậy ta hoàn thành xong cái vòng thi số 8 một cách nhẹ nhàng cái ha. Rồi ta nộp bài luôn. Các em chú ý, thầy dặn một chút là các em nên đăng ký cái kênh dự phòng của thầy nha. Cái kênh dự phòng của thầy là sẽ sử dụng đến nếu như cái kênh chính của thầy nó bị đứt, thì có khả năng là vài ngày tới là cái kênh chính của thầy nó sẽ bị khóa để YouTube họ xác minh cái vụ kiện bản quyền ha. Thầy thì thầy không có lấy bản quyền của ai cả. Rồi YouTube nó sẽ phân xong, nó sẽ trả kênh lại cho thầy thôi, bởi vì mình đâu có làm gì phạm pháp đâu. Thì một số người xấu họ vu khống thầy là lấy bản quyền á, thì nó sẽ giữ kênh thầy lại xác minh trong vài ngày, nó sẽ gây phiền toái mất liên lạc giữa hai các thầy trò chúng ta ha. Thì bây giờ các em vào cái kênh bình luận wordpress.com nè, ở ngay dòng đầu tiên nó có kênh dự phòng á, thì các em đăng ký cái kênh dự phòng này. Nó đăng ký ngay đó, hiện tại có 766 bạn đăng ký rồi đó. Để lỡ mà mất liên lạc là các em sẽ liên lạc với thầy thông qua kênh này. Thầy sẽ gửi những cái bài thi của vòng tiếp theo vào kênh này, thì các em sẽ được máy nó tự động báo về mail của mình thôi đó. Còn nếu các em không đăng ký thì lỡ kênh chính của thầy, cái kênh mà các em đang coi của thầy là kênh chính này, còn kênh này là kênh dự phòng nữa ha. Lỡ đức mà chưa đăng ký là mình sẽ khó tìm nhau lắm. Các em sẽ lúc đó sẽ không được học những cái video bài giảng hay của thầy nữa đó. Học những video của thầy thì trình độ các em sẽ tăng lên rất là nhiều. Cái đó thì các em đã được
được chứng minh rồi, không? Rồi, tạm biệt các em.